Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, vị tướng với tầm nhìn chiến lược. Xét xử bà Phương Hằng, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử công khai. Nguyên Bí thư Hà Nội, sau mỗi tòa chung cư mini sai phép là có người chống lưng. Công an tỉnh Ninh Thuận triệt phá đường dây cá độ lô đề quy mô lớn. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nga dự tham vấn an ninh chiến lược. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều 18 tháng 9, xe đưa linh cữu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh rời nhà tang lễ quốc gia về nơi an nghỉ cuối cùng tại công viên Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ. Trong điếu văn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban lễ tang nhấn mạnh, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa Thượng tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Vịnh, người đảng viên Đảng Cộng sản kiên trung, người cán bộ cao cấp của Đảng, quân đội, một vị tướng có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, mưu lược, nhạy bén, quyết đoán, quyết liệt, có uy tín của Đảng, quân đội và nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là vị tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, nhân dân và quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực tình báo, đối ngoại, quốc phòng. Sự ra đi của ông khiến nhiều người tiếc thương vị tướng tài năng với nhiều dự định còn đang dang dở. Cuộc đời hơn 40 năm quân ngũ của ông đã để lại những di sản trong lĩnh vực tình báo quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại. Ông là con người của hành động với tính cách quyết liệt, chắc chắn, nói được làm được, không né tránh những vấn đề được coi là nhạy cảm. Theo lịch dự kiến, vào ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng với 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vụ án này đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định mở phiên tòa công khai. Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do trụ sở của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trong quá trình trùng tu và cùng ngày này cũng có nhiều vụ án khác được xét xử, việc tổ chức và quản lý không gian cho người tham dự phiên tòa sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, những người quan tâm đến phiên tòa nên theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tránh tụ tập đông người tại khu vực gần trụ sở tòa án để không gây cản trở cho việc lưu thông. Bên lề hội nghị góp ý luật thủ đô sửa đổi, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa trao đổi với báo chí xoay quanh vấn đề rất nhiều chung cư mini xây dựng sai phép, không đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội. Theo ông Nghị, không chỉ có mỗi tòa chung cư mini bị cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xây sai phép, mà Hà Nội có rất nhiều công trình xây dựng vượt so với giấy phép. Hầu hết cơ quan chức năng đều biết các sai phạm này, thậm chí là xử phạt rồi để cho tồn tại. Ông Nghị cũng cho rằng không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt chung cư mini xây dựng trái phép này được ngang nhiên tồn tại như vậy. Theo đó, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, mỗi công trình ấy đằng sau đều có người chống lưng đấy. Không phải mình đương đầu với chủ công trình vi phạm đâu, mình còn đương đầu với cả các anh chống lưng đó. Để chấn chỉnh hiện tượng này, ông Nghị cho rằng thành phố cần nghiêm khắc về vấn đề xử lý trách nhiệm cán bộ. Nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý, thì cấp trên phải bị xử lý. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa nhận đỡ đầu 2 cháu bé mồ côi trong vụ cháy. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội sẽ nhận đỡ đầu cháu LTN, tên viết tắt, học sinh lớp 8A7, trường trung học cơ sở Khương Đình, mồ côi cả cha mẹ, và NHN, tên viết tắt, học sinh lớp 5A1, trường tiểu học Khương Đình, mất mẹ đến năm 18 tuổi, với kinh phí 1 triệu đồng một tháng một em. Trước đó, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cấp hội triển khai các hoạt động khẩn trương vào cuộc, hỗ trợ khắc phục hậu quả, tổ chức các đoàn trực tiếp đến bệnh viện động viên thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp 35 nạn nhân với tổng số tiền 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng kêu gọi các cấp hội tiếp tục chung tay giúp đỡ, hỗ trợ để chia sẻ mất mát, đau thương với các gia đình người bị nạn. Các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố, đặc biệt quan tâm các trẻ em mất bố mẹ trong vụ hỏa hoạn. Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá đường dây cá độ lô đề hoạt động chuyên nghiệp quy mô lớn và mở rộng tại các địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chạm, huyện Ninh Phước và huyện Ninh Hải. Các đối tượng bị bắt gồm Thái Văn Tuyết, 47 tuổi, Lê Thị Kim Nhung, 34 tuổi, cùng ngụ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chạm; Nguyễn Thị Xuân Thủy, 35 tuổi, Nguyễn Thị Xuân Thu, 32 tuổi, cùng ngụ xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải; và Nguyễn Thanh Tuấn, 43 tuổi, ngụ xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. Qua khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ 15 điện thoại di động, 55,4 triệu đồng, 7 thẻ ATM và nhiều tài liệu đồ vật có liên quan. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệu tập 11 đối tượng trong đường dây. Bước đầu, các đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, Công an đã chứng minh đối tượng Tuấn và Tuyết giao dịch số tiền bất hợp pháp hơn 200 triệu đồng mỗi ngày. Cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn và Thái Văn Tuyết. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vừa triệt xóa một điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 13 đối tượng, tạm giữ 85 triệu đồng. Thông tin ban đầu, Công an huyện Hòa Bình đã phối hợp đồn biên phòng Cái Cùng thuộc huyện Hòa Bình bắt quả tang 13 đối tượng trú tại các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long và thành phố Bạc Liêu đang đánh bạc dưới hình thức đá gà tại sân vườn nhà ông Âu Minh Phụng, sinh năm 1971, ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 7 con gà đá trên 85 triệu đồng, 7 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan. Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết chị H, tên viết tắt, ngụ tại Hà Nội, có đơn trình báo chị nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái với nội dung chuyển tiền để con đóng học ở nước ngoài. Tin tưởng đó là con mình, chị đã chuyển 3 lần với số tiền hơn 400 triệu đồng. Cả 3 lần giao dịch chuyển tiền, chị H đều gọi cho con và chỉ nghe thấy máy ù ù. Sau đó, tài khoản Facebook của con gái lại nhắn tin cho chị H với nội dung: "Mẹ ơi, máy điện thoại của con vừa bị rơi, không nghe rõ đâu, mẹ nhắn tin cho con." Sau khi liên lạc được với con, chị mới biết tài khoản Facebook của con đã bị hack, nên đã đến cơ quan công an trình báo. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi bỗng dưng nhận được tin nhắn đề nghị vay mượn, chuyển tiền qua mạng xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Tấn Lộc LS với số tiền phạt là 295 triệu đồng về hai hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Trước đó, ngày 30 tháng 8, cơ quan chức năng đã khám phương tiện vận tải là xe ô tô đầu kéo và phát hiện có một số loại hàng hóa có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam. Hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo quy định của pháp luật. Qua xác minh, đoàn kiểm tra có căn cứ xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Tấn Lộc LS, đại diện theo pháp luật của công ty là ông Hoàng Văn Cần, đã thực hiện hai hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tang vật vi phạm là các loại quần áo, ba lô, giày, túi xách, tổng trị giá 195,48 triệu đồng, và buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tang vật vi phạm là các loại túi xách, dép, thắt lưng, tổng trị giá 124,94 triệu đồng. Trên tuyến quốc lộ 12 đoạn đi qua địa phận tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ việc xe đầu kéo bốc cháy giữa đường khiến giao thông bị ảnh hưởng. Thông tin ban đầu, tại km 120+700 quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Hủy Lèn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô khiến giao thông trên tuyến qua địa bàn huyện Mường Nhé bị ảnh hưởng. Người dân sợ phương tiện phát nổ nên không dám di chuyển qua. Phương tiện bị bốc cháy là ô tô đầu kéo rơ móc do tài xế NTA, tên viết tắt, trú tại xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, điều khiển theo hướng Điện Biên - Mường Lây. Khi đến khu vực trên đã đâm vào tảng đá sạt lở ở bên đường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, trên xe cũng không chở hàng hóa nên giảm bớt thiệt hại về tài sản. Một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Trương Nhật Nhớ, sinh năm 1994, ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi giết người. Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, nạn nhân trong vụ án là chị DH, tên viết tắt, sinh năm 1995, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chị H và Nhớ trước đây từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 9, Nhớ điều khiển xe máy đến thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, rồi dừng ở ven đường, đứng chờ chị H đi làm qua, mục đích để nói chuyện. Nhưng khi thấy Nhớ, chị H đã tăng ga xe chạy vượt qua. Nhớ điều khiển xe đuổi theo chị, nhưng chị H vẫn không chịu dừng xe để nói chuyện. Đi được một đoạn, chị H định rẽ vào nhà một người bạn thì bị Nhớ chặn đầu xe. Chị H đang định xuống xe, bất ngờ bị Nhớ rút dao đã chuẩn bị trước đó giấu trong túi quần tấn công khiến chị H tử vong. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc vừa có cuộc gặp với một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều Tiên mới đây. Cụ thể, ông Kim Gun, đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, và ông Barrett Holmgren, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách công tác tình báo và nghiên cứu, đã trao đổi quan điểm về động cơ đằng sau các hành động khiêu khích của Triều Tiên triển vọng trong tương lai. Ông Holmgren cũng chia sẻ đánh giá của Washington về hội nghị thượng đỉnh gần đây và hoạt động hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Bình Nhưỡng và Moscow, đồng thời nhất trí hợp tác chặt chẽ với Seoul để đối phó với tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp trên được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều vào tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về các thỏa thuận vũ khí tiềm năng giữa hai quốc gia ngày càng bị cô lập này. Trung Quốc vừa thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị thăm Nga từ ngày 18 đến 21 tháng 9 và tham dự tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 18. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ, ông Vương Nghị thăm Nga theo lời mời của thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Moscow để thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với đó, hai nhà ngoại giao của Nga và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận về nhiều khía cạnh trong quan hệ song phương như các hoạt động liên lạc cấp cao và cấp thượng đỉnh, cách tăng cường hợp tác trong chương trình nghị sự quốc tế và trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, nhóm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, G20 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC, cùng nhiều diễn đàn quốc tế khác. Chuyến thăm của Bộ trưởng Vương Nghị đến Nga tiếp nối loạt chuyến thăm và hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa Trung Quốc và Nga diễn ra trong thời gian gần đây. Lực lượng phòng vệ Đài Loan vừa cho biết lực lượng này đã ghi nhận 103 máy bay chiến đấu và 9 tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tiếp cận hòn đảo này. Theo báo cáo, 40 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam, Đông Nam của hòn đảo. 103 máy bay, bao gồm các loại Su-30, J-10, J-11, J-16, máy bay phát hiện và cảnh báo sớm trên không KJ-500, máy bay tiếp dầu Y-20. Đài Loan sau đó đã điều động máy bay, tàu chiến và các hệ thống phòng không trên đất liền để giám sát hoạt động của nhóm máy bay chiến đấu và tàu chiến PLA. Đài Loan gọi đây là con số kỷ lục, đánh dấu số lượng máy bay tiếp cận hòn đảo này cao nhất trong thời gian gần đây, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh ở eo biển Đài Loan. Lực lượng vũ trang Nga vừa sử dụng máy bay không người lái UAV BAS-80 để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo đó, giám đốc điều hành NPO Android Technic, ông Evgeny Dudurov cho biết, việc sử dụng vật liệu composite, UAV được làm từ carbon hoặc sợi thủy tinh, khiến BAS-80 trở nên nhẹ hơn và nhỏ gọn nhất có thể. Trọng lượng của UAV này là 1,7 kg và nhờ thiết kế cánh gấp, nó có thể được cất trong một chiếc ống do người điều khiển mang theo. Tải trọng của BAS-80 là 500 gram, có khả năng tăng lên tới 2 kg. NPO Android Technic, nhà phát triển BAS-80 cho biết, các cuộc thử nghiệm của UAV này đang diễn ra tốt đẹp. Trong quá trình thử nghiệm, BAS-80 đã thể hiện các đặc tính kỹ thuật, đạt tốc độ tối đa lên tới 130 km/h, trần bay 200m và tầm bay lên tới 30 km. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!